Thêm thêm lùi vô tí anh ạ. Lùi vô tí đi. Đừng có nó 4 giờ sáng thì nghe tiếng ầm một phát thì tôi tưởng hai bò nó bắn nhau đây, nhưng mà không phải, ra là thấy tự nhiên nó sụt xuống tầm có khoảng 1,5 mét, thế là cuốn nước nổi lên trên. Bắt đầu là tôi báo cáo với lãnh đạo địa phương, lãnh đạo địa phương bắt đầu cho công an các thứ chắn đường, nó là cho người dân khỏi đi coi đông. Bắt đầu tiên cái hố cái rộng tầm cỏ khoảng là 1,5 mét, và dần dần nữa là đến rộng tầm cỏ kéo một tí đã từ đây khoảng 15 mét, sâu khoảng bao nhiêu? Bắt đầu là dòng cái dây buộc đá xuống thì sau điệu lên thì tầm cỏ 25 mét. Thì nói chung là tôi cũng đề nghị là cái địa chất này thì hình như là kiểm tra cái địa chất này cho dân tình những ổn định và làm ăn, thứ hai nữa là nhà cửa người ta ổn định hơn. Nếu làm gì nó bán lấy thì xuống rồi mà có chi này bao để nhưng dưới mà ngồi cũng phải ra mà có 15 tấn á. Đấy, cái đất này là đất đây là xuống rồi, từ đó tới giờ xuống là hết đất rồi. Sáng lỡ rất đẹp, chờ đây đến năm 1000 trá đẹp sáng lỡ kinh đâu ạ.